Chào mừng các bạn đến với clip tiếp theo của kênh YouTube Ồ Ngon Thật. Ngày hôm nay, trong một cái dịp mà đi về đèo Khánh Lê, một cái con đèo nối liền hai tỉnh Khánh Hòa và Lâm Đồng, thì mình sẽ bay flycam ở nguyên cái con đường đèo này, giới thiệu cho các bạn về những cái cảnh quay trên cao khá là lạ mắt và khá là đẹp. Đây là cái đoạn mà khúc dưới từ Khánh Vĩnh, từ Nha Trang Khánh Vĩnh các bạn đi lên. Đây là đoạn đầu tiên của đèo, thì chúng ta đã thấy được những cái đồi núi, đoạn đường quanh co chỉ núi đi rồi đúng không? Lên trên kia còn vất vả, còn đẹp, còn quanh co, còn uốn lượn nhiều hơn nữa. Đèo Khánh Lê nằm trên quốc lộ 27C ở vùng giáp ranh huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa và nối liền với huyện Lạc Dương của tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam. Đỉnh đèo ở độ cao là 1.700m. Đỉnh ở gần đỉnh núi Hòn Giao, đèo nằm ở thung lũng Khánh Vĩnh và bắc ngang qua cao nguyên Di Linh để lên cao nguyên Lâm Viên. Theo biển báo ở trong đèo thì đèo Khánh Lê này có độ dài là 29km, nhưng mà thực tế có những cái thông tin là độ dài của con đèo này lên tới 33km, với nhiều cái khúc cua, những cái đoạn đường cực kỳ gắt mà đã có những cái vụ tai nạn cũng như là những cái vụ sạt lở đất, báo chí đã đăng rất là nhiều, cũng như là dân phượt truyền tai nhau về cái độ nguy hiểm của cung đường đèo này. Nhưng cũng rất là nhiều những cái khách, những cái bạn đam mê muốn đi về đây, muốn thử trải nghiệm về đây, muốn thử trải nghiệm cung đường đèo này bằng xe máy, không chỉ một lần mà hai lần, ba lần và nhiều lần khác nhau ở những cái mùa khác nhau. Đây là một cái khúc uốn lượn quanh co mà mình dừng lại bay flycam. Bay flycam ở cung đường đèo này thì cực kỳ khó luôn các bạn. Tại vì sao? Nó phải phất núi nè, rồi phất những cái đường cua, rồi khúc khuất những cái quả đồi á, quay rất là khó. Cái đoạn này thì cái đoạn chuyên sạt lở đất đá, các bạn thấy không? Qua cái góc máy flycam thì toàn bộ đá ở ngay cái khúc cua này á, có một cái biển báo báo nguy hiểm về những cái mùa mưa, mùa bão, cái mùa đông á, thì đá nó đây nó sạt lở xuống thì rất là nguy hiểm. Chính vì cái cung đường đèo quanh co nguy hiểm như thế này nên là đèo Khánh Lê còn rất là nhiều những cái tên gọi khác, như là đèo Khánh Vĩnh nè, đèo Bi Đúp nè, đèo Hoàng Giao nè. Đặc biệt có một cái tên rất là được dân phượt gọi, đó là đèo Omega. Đèo Omega thì tên này do một cái anh gọi là chuyên đi phượt, một cái anh rất là nổi tiếng, mình quên rồi, anh đặt cho cái tên và từ đó thì nó có cái tên này luôn. Tại vì nó cứ quanh co uốn lượn lên dòng xuống dốc, nó giống như một cái hình thù gì đó và anh đặt cho cái tên là Omega. Ở đây thì những cái phương tiện xe khách, xe ô tô, khách du lịch họ đi từ thành phố Nha Trang lên Đà Lạt thì họ đi bằng cái cung đường đèo này, nó rút ngắn thời gian. Nếu trước đây đi từ khoảng hơn 220km theo đường cũ thì ngày hôm nay nhờ có cái cung đường đèo này cho nên nó rút ngắn xuống còn 140km thôi. Đây là một trong những cái cung đường đèo dài nhất Việt Nam. Phần lớn chiều dài của cái cung đường đèo này là nằm trên địa phận của tỉnh Khánh Hòa. Chân đèo ở địa chỉ là đường DT652, xã Sơn Thái, huyện Khánh Vĩnh. Ngoài cái vách núi treo leo, ngoài những cái đường bo cua ôm, khúc cua của chả xoắn ốc, thì chúng ta thấy là ở đây có rất là nhiều những cái cây cối, rồi thác nước, những cái suối họ đổ từ trên cao xuống. Những cái cung đường một bên là vách núi nè, một bên là vực sâu, rồi có những cái tháng mà sương mù dày đặc luôn. Qua cái ống kính flycam thì các bạn thấy rồi, vực thì cực kỳ sâu mà sương mù, cho nên là đi những cái mùa sương mù á thì gây rất là khó khăn cho cái việc mà tham gia giao thông, gây khó dễ cho cái việc mà các cái bác tài họ tham gia giao thông, tại vì nó phất đi cái tầm nhìn. Ở cái độ cao khi mà mình đang bay flycam ngay lúc này là độ cao 1.500m và hơn thế nữa, thì cái việc bay flycam của mình thì cực kỳ khó khăn luôn. Qua cái ống kính các bạn thấy không, bay rất là khó, có những lúc là mình phải dừng flycam lại để mà định hình lại, để mà tránh cái sự gọi là va chạm flycam, tại vì nó vô cái khúc sương mù á thì không thể nào thấy được.
Đèo Khánh Lê được thông xe từ cuối năm 2006 sau một năm thi công ráo riết với nhiều khó khăn trở ngại, thì đơn vị thi công đã tập trung nhân lực với hơn 700 công nhân, 350 đầu kéo và cùng nhiều cái thiết bị khác để mà hoàn thành xong cái tuyến đường này theo như cái dự án ban đầu, kịp với cái tiến độ để đưa vào lưu thông. Cung đường này được xem là một trong những cái kỳ tích, thành quả ngoài mục và sự dốc lòng của cái đội ngũ thi công đèo Khánh Vĩnh, đèo Khánh Lê, đèo Omega. Nó giúp rút ngắn gần 80 km di chuyển cho khách du lịch, khách tham quan, các bạn địa phương từ thành phố Nha Trang về thành phố Đà Lạt từ 220 km xuống còn 140 km qua những cái đoạn sương mù quanh co rất là cực kỳ nguy hiểm. Những cái lúc mà mưa rồi những cái lúc mà đường đất sạt lở này kia thì đã có những cái vụ mà tai nạn, những cái vụ mà sạt lở rồi nó làm ảnh hưởng đến các bạn tham gia ở đây, thì những cái vụ tai nạn rất là đáng tiếc đã xảy ra, báo chí đã nói rất là nhiều. Nhưng cũng vì đó nó làm cho dân phượt rất là háo hức, các bạn trẻ khi mà chưa đi về đây thì một lần muốn về đây để mà xem thử cái cung đường đèo này như thế nào. Đó, qua cái góc máy flycam các bạn thấy được là flycam nó vô cái khúc mà sương mù á, từ độ cao khoảng 1.000, 1.200, 1.300 trở lên tới 1.500, 1.700 thì sương mù nó như thế này nè. Bay flycam thì hầu như là không thấy một cái gì luôn, mình phải khựng flycam lại, mình phải dừng lại, hạ độ cao và đi theo cái lối mà đi cũ để mà tránh va vào vách núi hay như thế nào đó, tại vì trong cái sương mù nó cực kỳ nguy hiểm luôn các bạn, mình sẽ không thấy được cái đường đi và nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều cho cái thiết bị của mình. Hy vọng qua cái clip này thì các bạn sẽ hình dung được cái cung đường đèo này nó khó khăn hiểm trở như thế nào, và nó sẽ định hình được cho các bạn khi mà ở trên cao nó như thế nào. Rồi sắp tới nếu mà có dịp á, mình khuyên các bạn nên đi từ cái hướng mà Khánh Hòa đi lên, hoặc là từ cái hướng mà Đà Lạt đi xuống, đi hướng nào cũng được, nhưng mà khuyên các bạn là nên đi hai lần, một lần hướng này, một lần hướng kia. Từ Khánh Hòa đi lên, khi mà qua gần hết đèo rồi thì sẽ đến cái địa phận gọi là tỉnh Lâm Đồng. Ở đây thì có một cái biển để mà báo là thành phố Đà Lạt chào quý khách, hay là thành phố Đà Lạt hay là tỉnh Lâm Đồng hẹn gặp lại quý khách. Đó, thì đây là độ cao 1.700m, cực kỳ cao, sương mù rất là nhiều, và chúng ta còn một cái đoạn đường cực kỳ đẹp ở phía trước nữa. Chúc các bạn có một cái chuyến đi an toàn và những cái chuyến phượt thật là vui và nhiều kỷ niệm nha. Nếu các bạn thấy clip của mình hay thì nhấn like và subscribe để ủng hộ cho mình nha.